Cho mình xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chào anh toàn thể anh em bay chim đêm. Chúc anh em quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới tràn đầy hạnh phúc và nhiều may mắn trong công việc nha. Hôm nay tiếp tục một ngày đi bay chim nữa anh em ơi. Chỗ mình đây chim cò nó cũng vẫn kém anh em. Nó cũng không kém mà nó cũng không trúng anh em, nó đều 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 đêm 2-3 con, 3-4 con anh em không? Có đêm hai ba đêm nay nó tăng lần anh em, tăng 3-4 con rồi nó lên 5 con, đêm nay được 6 con rồi anh em. Mới đi đẩy lưới lên giờ vô quay thành quả cho anh em xem nha. Sáng gà tối nó về đó anh em, nó về nó không có đầm lưới anh em ơi. Mình sáng nhà máy 9 giờ đó mình được con rồi mới tới sáng luôn nè. Tới 11, 12 giờ chưa có con nào, không có con nào đâm nữa đi ngủ anh em ơi. Tới sáng 4 giờ mấy mình dậy chỉnh lo đài này nọ, nó ra dưới đâm ruộng này nè. Đâm ruộng trước mặt nè, ngay chỗ tay lưới chặn của mình luôn. Nó rớt đâu 4 con ở trong đám ruộng này nè. Sáng gà trống chờ bá luôn ở dưới này nè, sáng bét luôn em. Không biết giờ này coi thứ mấy giờ rồi chứ, trước này vừa đúng 6 giờ là mới bắt nó đây, khoảng 5:45 nữa nè. Mình tắt máy tắt độ cho chuẩn bị mình đẩy lưới lên, nó là nó dưới ruộng nó cắt cánh nó bay lên, tưởng nó hút viền lưới nè. Ai ngờ đâu nó còn dướng lại vượt viền cuối cùng. Gà trống già cứ già luôn anh em ơi, còn mồng luôn, nó thục mồng chưa hết nữa nè. Địa điểm quen thuộc đi qua cầu khỉ này nè, vừa cầm điện thoại vừa đi qua luôn, trượt chân cái là đi ăn mài luôn đó nè. Đó. Lịch bữa nay thắt nữa anh em ơi, mấy anh em dùng ngoài chặn ăn hết trơn rồi, mấy anh em dùng ngoài đánh đêm 40-50 gì không, chừng nghịch 40-50 gì không à. Của mình đêm hôm sau mà nó tự nhiên nó không có đi luôn anh em. Rồi có một con mượn nghịch một à, con nó 2 con gì à. Để chút lên quay thành quả cho anh em xem nha. Gom 3 đồ. Không hiểu làm sao nữa anh em ơi. Chim cò tháng này mà cái lông nữa. Em mới thấy lông của con chim này nó xanh nè. Xanh chành luôn. Mọc bỏ. Có 2 cái lọ đem vô bỏ trong đi. Lọ này để lên mà đến đem về mở ra coi đít sao mà nó kêu xè hoài trong đó. Lo bọng máy móc mùa này quá trời tệ anh em ơi. Giờ về khám phá cái lò này thế coi. Lo to mừ nè. Đánh đủ dạng ở trong đó. Lo 10 có, lo 30 có, lo 15 có. Việt Nam có, Indo có, Water có. Không có cái nào ra cái nào hết trơn anh em ơi. Mùa này sao nó xè hết trơn, không biết máy mà, hay lo này nó xè trong đó hết trơn. Rồi. Để vợ chị em quay thành quả cho anh em xem nha. Ít quá cũng không ăn quay anh em ơi. Mấy anh em đánh quá thì trúng mà mình thắt quá mình cũng không dám quay anh em. Chỗ lòng hả? Ừ. Chim muốn thay lông anh em ơi. Chim này muốn thay lông rồi nè. Ô. Anh em ơi, nó bắt vô nó xuất lông trong này là lông này nó còn non nè. Nếu mà con chim nó đi cái lông này, tháng này nó đi cái lông này là có thể mình đánh qua Tết luôn anh em ơi. Đây nè. Trong cổ chà bá nè, đứng nè. Lông nó xanh chành luôn anh em. Nó khác với mấy màu lông của mấy con chim kia luôn.
nè, cái mồng của nó nè, nhìn thấy không, mồng nhú 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 lên nè, đỏ đỏ nè, mà mình nghĩ là cái này nó thụt mồng anh em, thụt cũng thụt chưa hết á, thụt mồng xuống là nó thay lông anh em ơi. Mấy con? À, ông cụ bên đầu trên đó, ông được có con gà anh em ơi. Mình đêm hôm mà tưởng nó cũng mắm trấu quất luôn à anh em ơi. Tưởng nó cũng mắm luôn rồi, có con một có tới sáng 4 giờ rồi mà còn có con một con vỏ anh em. Mình ngủ đã giấc dậy mình giật cho nó một tăng nó lên thêm 5 con nữa anh em ơi. Tổng cộng mà được 6 gà mà 5 con mái một con trống anh em. À được 2 con trống chứ. Ờ bữa nay được 2 con trống anh em ơi. Quên, mình mới bắt con trống này vô còn để cái giấc 4 giờ mấy nó bắt con nữa nè. 4 mấy 5 giờ nó bắt con trống nữa. Với được đâu 3 chằng nghịch anh em ơi. Hai con lửa. Nè. Ba trống, hai trống ba mái nha anh em. Tối nay thấy có trống nghe đã cho ngự anh em. Ừ. Để mình đi thường xuyên thì không sao đâu. Rồi. Thành quả được nhiêu đó anh em ơi. Mình xin tạm dừng video tại chỗ này nha anh em. Mình cũng ngày mới mình cũng xin chúc tất cả quý cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong công việc nha. Hẳn nên là video ngày mai nha.